Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức hội thảo kỹ thuật khoan cắt mảng xơ giữa rotablator trong can thiệp động mạch dành qua da. Hội thảo do giáo sư tiến sĩ bác sĩ Võ Thành Nhân, giảng viên cao cấp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, thu hút trên 30 bác sĩ đến từ các bệnh viện đa khoa Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự. Kỹ thuật khoan cắt mảng xơ giữa dôi quá trong can thiệp động mạch dành qua da thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh do tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Trung Cang, trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang làm chủ nhiệm đề tài. Hội thảo nhằm báo cáo đề tài khoa học cấp tỉnh về mũi khoan bằng kim cương hay còn gọi là rotablator đối với những tổn thương động mạch dành nặng có dôi quá mà không thông được bằng bóng thông thường, đồng thời nhằm chia sẻ kinh nghiệm đến tất cả các bác sĩ chuyên về lĩnh vực can thiệp, các thủ thuật viên về phương pháp kỹ thuật này, vì ứng dụng kỹ thuật rotablator trong can thiệp tim mạch sẽ làm tăng khả năng can thiệp cho các tổn thương dôi quá nặng mà kỹ thuật can thiệp thông thường không thành công và giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí điều trị. Lợi ích của việc ứng dụng kỹ thuật rotablator là tạo điều kiện thuận lợi để nông mạch và đảm bảo tỷ lệ đặt stent thành công cao nhất. Những bệnh nhân bị bệnh mạch vành thường thường là những bệnh nhân lớn tuổi. Và như vậy thì khi mình can thiệp mạch vành cho những cái bệnh nhân mà lớn tuổi thì cái khả năng mình đối diện với những cái tổn thương vôi hóa nó càng cao. Và đặc biệt là nếu như cái tổn thương đó nó là cái trường hợp tắc và tắc mãn tính, tức là nó tắc mà kéo dài hơn 3 tháng. Và như vậy thì nhiều khi mình đi qua cái chỗ tổn thương đó thì đã khó rồi. Nhưng mà sau khi đưa cái dây dẫn qua tổn thương, mình đưa dụng cụ vào để nông thì nó càng khó hơn. Và để lấy đường, để mà đưa bóng qua cái chỗ hẹp hay là cái chỗ tắc mà bị vôi hóa thì thường người ta phải khoan qua cái chỗ mà tổn thương nó bị vôi hóa thì mới đưa dụng cụ vô được. Và như vậy thì bệnh nhân càng lớn tuổi, mức độ vôi hóa càng nhiều thì cái ích lợi của cái kỹ thuật này nó càng cao. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là bệnh viện duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long triển khai ứng dụng thành công kỹ thuật khoan cắt mảng xơ giữa rotablator trong can thiệp động mạch dành qua da. Hội thảo sẽ diễn ra trong một ngày, giúp cho các bác sĩ chuyên ngành tim mạch can thiệp tiếp thu kỹ thuật tiên tiến và tự tin hơn khi quyết định can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Sau phần thi lý thuyết, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Võ Thành Nhân và các bác sĩ chuyên ngành tim mạch thực hành kỹ thuật khoan cắt mảng xơ giữa rotablator trong can thiệp động mạch dành qua da cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Các kỹ thuật này thì ở Đa khoa Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang đã ứng dụng từ năm 2012 tới bữa nay, từ lúc thành lập cách lab tới giờ. Số lượng làm thì mình thì đến hôm nay thì trên 42 ca. Và cái kỹ thuật này là triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa. Tỷ lệ thành công của chúng ta là 100%, tỷ lệ thành công, khoan thành công cũng như đặt stent thành công. Và tỷ lệ biến chứng là 0%. Chỉ có những biến chứng nhỏ, ví dụ như là máu tụ tại nơi đâm kim, tỷ lệ 2,4%. Bệnh thận can quang là 2,4%. Kỹ thuật khoan cắt mảng xơ giữa lòng mạch được triển khai tại tỉnh Kiên Giang sẽ mở ra nhiều cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân hẹp tắc động mạch dành nặng do các tổn thương dôi quá, giúp cho người bệnh được điều trị kỹ thuật cao ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên và tiết kiệm chi phí điều trị cho người bệnh.